Chào các bác nhá. Hôm nay shop xin giới thiệu với các bác một cái bộ sưu tập để cho anh em đi rừng nhé, với giá rất là rẻ. Đó là quần áo ngụy trang và giày ngụy trang, giày đi rừng các bác nhé. Như đây là điển hình cái bộ này tôi mặc, cái bộ này gọi là bộ rèn di xanh nhé các bác nhé, rèn di xanh, rèn di xanh này. Giày này ấy, là giày mẫu mới nhá. Thì giờ cái loại này nhé, không báo giá luôn thì các bác nắm được này. Nguyên cái bộ quần áo rèn di như thế này nhá, theo kiểu bộ đội này là có 190.000 thôi, 190.000 nhé, đã bao gồm cả cước phí rồi. Đây các bác xem này. Đó. Cái này thì nó là hàng Việt Nam, hàng của xưởng Việt Nam may, nó rất là vừa vặn với người, nó không quá rộng. Cái size này là cái size nhỏ nhất, size số 3 thì phù hợp cho anh em 40-50 cân, trên 50 cân một chút, gần 1m7 nhé. Còn anh em nào mà cao hơn nữa, nặng hơn nữa thì sẽ có cái size số 4 và số 5. Thì đây là cái màu xanh. Thì còn bên này là cái màu lông nhá, màu lông các bác nhé. Đây, màu lông. Thế còn đây là đôi giày đi rừng. Giày đi rừng hiện tại là shop đang cung cấp cho bác cái mẫu mới. Mẫu mới nhá. Đây. Đây, mẫu mới. Đây. Nha các bác, không quay gần thì các bác quan sát. Đó, hai màu, một màu xanh. Một màu xanh này, một màu nâu này, để cho các anh em lựa chọn xem anh em chọn màu nào nhá. Và giày nữa. Đấy. Trong quá trình này tôi sẽ thay được cái bộ màu nâu vào cho các bác xem. Tại vì mỗi màu mặc nó nhìn nó sẽ khác nhau. Nha các bác, mặc lên thực tế thì nhìn nó sẽ ưng ý hơn. Nha. Thế đây là cái size này, là size nhỏ nhất, size số 3. Tôi mặc thì rất là vừa. Cái bộ màu xanh nhạt gì nhá. Một thanh nhật di này ấy, là giá 190.000 các bác nhá. 190.000 đã bao gồm cả cước phí rồi. Đấy. Bao gồm cước phí rồi. Thế còn đôi giày. Đôi giày thì là 180 là bao phí. Nhưng mà các bác mua chung với bộ quần áo thì nó sẽ được chiết khấu rẻ đi nhá. Các bác mua chung đôi giày với bộ quần áo, tính đôi giày thì các bác là 150. Quần áo 190 nhá. Thế còn đối với cái bộ mà rèn di màu lông này, rèn di màu lông, tôi đang tiến hành mặc đây này, rèn di màu lông, rèn di màu lông thì nó sẽ vải nó sẽ dày dặn hơn nhé các bác nhé, vải nó dày dặn hơn, nó chắc chắn hơn. Thì đối với bộ rèn di lông này thì giá sẽ là 201 các bác nhé, 201 cho bộ rèn di lông. 201 này cũng là bao gồm cả cước phí rồi đấy nhá, bao gồm cước phí rồi. Luôn luôn nhắc lại với các bác là đôi giày ngụy trang giá là 180 thì các bác mua chung với này bộ quần áo này thì giá sẽ là còn 150 thôi. Nguyên một bộ cho các bác đi rừng giá rất là rẻ nhá. Đây. Đây các bác nhá. Đây là cái bộ tiền di nông. Tiền di nông. May rất là vừa người các bác nhá, may rất là vừa người. Hàng này là hàng của Việt Nam. Hàng Việt Nam. Cái đợt trước là có một cái lô hàng rèn di đen trắng là hàng của Trung Quốc, thì đa phần là may cái bụng rất là rộng, cái bụng rộng các bác hầu như là không mặc được, phải sửa. Đây, như tôi đây là hơn 50 cân này, cao 1m6 mấy này, mặc rất là vừa. Thế còn anh em nào mà cao trên 1m7 mấy chục cân thì sẽ có cái size to hơn, đây là size số 3, thì mấy hôm nữa sẽ có size số 4, size số 5. Thế đây mời các bác quan sát kỹ nhá. Con quay lần này. Đây là đôi giày nhá. Đôi giày. Giày cao cổ cho anh em đi rừng với màu ngụy trang. Đây, màu ngụy trang thực tế như này các bác này. Rèn di đốm xanh vuông, đốm xanh vuông nhá. Đối cái mẫu này là cái mẫu giày mới về. Cái lô hàng trước là lô hàng màu xanh rèn di. Nó xanh nhiều hơn. Nhưng mà cái đế của nó là cái đế bằng nhựa cứng nhá, nhựa cứng. Nhưng mà đối với đợt này thì cái hàng đế này nó sẽ cao cấp hơn các bác nhá. Hàng đế này là bằng cao su dẻo thì độ êm ái nó sẽ êm hơn này, ma sát nó bám tốt hơn và độ bền sẽ cao hơn các bác nhé. Còn các bác nào mà muốn lấy cái mẫu cũ ấy thì cứ nói shop, tôi sẽ cố gắng tìm cho các bác. Nhưng còn cơ bản bây giờ là toàn bộ shop nhập toàn bộ hàng mới như thế này nhé. Đôi giày cao cổ cho các bác đi rừng leo núi rất là tuyệt vời nhé, đế cao su. Cái này đôi giày nhé. Còn là bộ quần áo này, đây các bác xem này, tôi quay gần này rõ ràng không? Đấy. Đây các bác này, ở ngoài
là màu rèn di nâu. Cái này rèn di nâu này. Đây là mặt trong nhá, mặt trong các bác nhá, mặt trong. Cái này nói luôn với các bác ấy, là may theo kiểu bộ đội, cũng có túi ngực này, may kiểu bộ đội. Nhưng mà hàng này ấy, nó là hàng của Việt Nam đây. À, cơ sở Thành Nam, cơ sở Thành Nam, hàng Việt Nam chất lượng cao nhá, chứ không phải là cái hàng của bộ quân nhu các bác nhá. Có nghĩa là các bác phải hiểu là cái hàng này là hàng của xưởng Việt Nam mình may, chứ còn hàng của bộ quân nhu ấy là hàng ở trong quân đội sản xuất ra để cung cấp cho quân binh ấy, cho anh em bộ đội quân binh ấy, thì cái hàng đấy chất lượng nó sẽ tốt hơn, nhưng mà giá nó đắt gấp 3 lần luôn, giá đắt rất là đắt. Thế đây là cái hàng gọi là hàng bình thường, giá rẻ cho anh em đi rừng, cho anh em đi rừng nhé. Đây là cái áo, còn đây là cái quần, đây là cái quần lâu này, quần dần đi lâu. Thì bây giờ cái này gọi là hai màu các bác nhé, quần cũng may theo đúng chất bộ đội luôn này. Một túi hậu này, ống quần cũng có khuy này, có nút để các bác thắt lại này nhé. Túi hai bên cũng là túi chéo nhé, túi chéo. Và cạp quần cũng là dạng cạp quần đóng cúc, may theo kiểu bộ đội luôn. Thì đối với bộ đèn di nâu này thì chất liệu vải nó sẽ ok hơn, dày dặn hơn, luột là hơn. Thì giá của nó là 201 nhé, 201 đã bao gồm cước phí này. Đấy, 201 với cái đôi giày này 150 khi các bác mua chung thì nó là thành 360 các bác nhé. Đấy, bộ này, bộ là 201 này, cái đôi này là 150 này. Thế còn đối với lại cái rèn di màu xanh này, cái rèn di màu xanh này thì vừa nãy tôi đã mặc rồi, các bác xem rồi đấy, dáng dấp thì cũng rất là ok, nhưng mà cái chất liệu vải của nó thì nó sẽ mỏng, nó mong manh hơn. Kiểu cách thì nó giống thôi, kiểu cách thì vẫn may giống như vậy nhé, kiểu cách vẫn may giống như vậy, nhưng mà cái chất liệu vải ấy, đây các bác xem kỹ này, bác xem kỹ cho tôi nhé. Chất liệu vải này, đây là mặt trong này, đây là mặt ngoài. Chất liệu vải này thì nó sẽ mỏng hơn, nó mỏng hơn thì giá nó rẻ hơn, giá nó là 190.000. Đấy, 190.000 cho cái bộ rèn di xanh. Cái này thì các bác mua hàng thì các bác mua đồng cho shop biết là các bác chọn bộ quần áo rèn di xanh hay rèn di nâu nhé, tùy các bác. Thế hiện tại đây là mấy lô hàng đầu, đó là cái size nhỏ nhất, size số 3. Thế còn mấy hôm nữa sẽ có đủ các size để các bác lựa chọn, size số 4, size số 5 nhé các bác nhé. Rồi, xin cảm ơn các bác đã theo dõi. Quần áo ngụy trang, giày đi rừng, bộ người ta cho dành cho anh em, giá cực kỳ là rẻ luôn nhá. 201, rèn di nâu, giày 100.